tập 28. Có những thứ đồ bình thường không tìm thấy, nhưng khi chuyển nhà thì tìm ra hết. Phải, lúc cần dùng thì không tìm thấy. Cái bấm móng tay này, ông xem đến hơn chục cái đây. Còn có điện thoại cũ. Xem này, cái này không được dứt đi. Cái này còn có tác dụng gì đâu. Đã cũ tới mức đó rồi. Tôi nói bà nghe. Mẹ ơi, để lại làm kỷ niệm. Bây giờ những thứ đồ này, mẹ qua đây con nhờ tí. Ông xem, cái này không dùng đến thì dứt đi. Không cần hỏi tôi, đợi chút. Dứt cái gì đi, tôi phải xem đã. Cái này trông quê mùa quá. Đây là cái quạt điện bà ngoại mua lúc con vào lớp 1. Sao vẫn còn giữ cái này? Phải hơn 20 năm rồi, hỏng từ lâu rồi. Đậu à, cái thứ này nên dứt đi thật rồi. Con lau nó làm gì? Con xem đã hỏng chưa? Thôi đừng thử nữa, chắc chắn hỏng rồi. Con thấy chưa? Bà xem, đồ ngày xưa chất lượng tốt thật, vẫn bật được. Hồi đó bà ngoại nó nuôi hơn 30 con gà, rồi tích góp trứng gà bán được hơn 100 đồng mới mua được cái quạt này cho nó đấy. Mát không cháu? Được rồi, cũ thế này rồi, mang sang nhà mới cũng không đẹp. Chúng ta dứt đi thôi. Con muốn giữ lại. Đây là cơn gió của bà ngoại. Lại là cơn gió của bà ngoại. Bà con nằm dưới đất rồi mà biết cũng phải phát điên. Anh đây là bí thư lý của thôn Dân Miêu. Còn đây là chủ nhiệm thôn. Đây là phó chủ tịch Dương của tập đoàn chúng tôi. Sếp Dương, hoan nghênh anh. Xin chào sếp Dương. Xin chào. Đây là phó giám đốc của tập đoàn, sếp Hứa. Xin chào sếp Hứa. Sếp Hứa. A Giao, anh Lương, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Sếp Tạ lại gặp nhau rồi. Sao không thấy Hồng Đậu? Cô ấy không ở đây. Đi đâu rồi? Xem kìa, cậu ta chỉ nhớ đến gái đẹp. A Giao, hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu với cậu. Thực ra Tiểu Trương là kỹ sư thiết kế chính của chúng ta. Cũng là một trong số các cộng sự của chúng ta. Kỹ sư thiết kế chính, cộng sự. Trẻ thế này à? Lần trước tôi cùng anh Lương và chị dâu đến đây chơi thôi. Sợ làm phiền mọi người nên nói là trợ lý cho nhanh. Chu đáo quá, không phiền gì đâu. A Giao, kỹ sư Trương tôi đã giới thiệu rồi. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu với cậu tất cả mọi người trong đoàn đội. Tốt quá. Hôm nay chủ yếu là trong thôn sắp xếp lịch trình, tôi chỉ phối hợp cùng thôi, được không? Hân Hân, Hân Hân. Nào bí thư Lý, xin giới thiệu với anh. Đây là sếp Lương. Chúng tôi sẽ qua ăn luôn. Giờ bắt đầu làm luôn được rồi. Đặc biệt là món cá sốt chua, gà ôm. Được, cảm ơn thím Hoa. Sếp Tạ, tôi vừa nghe Tiểu Dương và mọi người nói lát nữa về phải hợp. Có phải là nói khéo gì không? Không phải đâu, chỉ là hợp thôi. Cứ bình tĩnh, lần này tôi nghĩ là được. Chị Khương. Đúng. Lúc mà tôi đi du lịch ở Vân Nam, tôi ở thôn đó. Bây giờ homestay đó cũng xây dựng xong rồi, thì thôn đó cũng đang phát triển. Nếu chủ nhà không bị bệnh thì chắc chắn không chuyển đi đâu. Tôi nghĩ là mấy homestay của chị đang làm ăn rất tốt. Tôi muốn hỏi chị có suy nghĩ tới việc mở thêm chi nhánh không? Hồng Đậu, chi bằng cô tự tiếp quản đi. Làm ngành khách sạn cũng bên năm suốt tháng. Làm thuê cho người khác, chi bằng tự mình làm chủ đi. Cái này tôi chưa nghĩ đến thật. Không phải cô nghỉ việc rồi sao? Có chỗ mới tốt hơn rồi à? Một người bạn của tôi mời tôi đến đào tạo nhân viên cho khách sạn. Thế lương bình ấy còn cao hơn hồi trước cô làm giám đốc sảnh không? Có. Được cái là làm giờ hành chính. Tôi thực sự chưa nghĩ tới việc tự khởi nghiệp. Dù gì thì khởi nghiệp cũng cần khá nhiều tiền đúng không?
Con nghĩ vậy cũng phải. Làm thuê cho người khác thì lĩnh lương ổn định, khởi nghiệp đúng là có rủi ro. Alo, vẫn chưa ngủ à? Anh không mệt sao? Mệt chứ. Bận cả một ngày mỏi chân quá không ngủ được. Em làm gì đấy? Đang đóng gói đồ đạc. Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Những gì làm được đều đã làm cả rồi. Cho dù kết quả thế nào thì cũng đã nỗ lực rồi. Dạo này mãi ra để trạng thái trên WeChat là mong mọi điều tốt đẹp, đừng hỏi đường phía trước. Em nghe này, nghe gì cơ? Gió nổi rồi, gió to lắm. Hình như em nghe thấy rồi. Bên em thời tiết thế nào? Khá đẹp. Mưa rồi. Đậu ơi, mưa rồi. Đang phơi chăn trên mấy nhà đó. Con đi thu cùng mẹ đi. Vâng mẹ, con đang ngay đây. Mẹ em đang nói chuyện với em à? Gọi điện cho ai đấy? Thì người đó đó. Con đang ngay, con mau lên. Em cúp máy trước nhé. Em sẽ gọi lại cho anh sau. Cho dù bạn ngã trên mặt đất bằng phẳng, cũng phải nở rộ trên mảnh đất này. Hạt bụi trần nhỏ bé cũng được bạn xem trọng. Hát hay quá. Như một que củi cũng có thể cháy rực trời. Chị ơi, chị từ từ thôi. Đã lái xe đấy. Đi tìm tương lai. Lạc đường không quay trở lại. Chị ơi, bình thường đi. Chúng ta phải chú ý an toàn. Đợi được bay lên sân khấu, để ánh sáng chứng minh sự tồn tại. Hạt bụi trần nhỏ bé cũng được bạn xem trọng. Chị đừng cù tôi. Đừng. Chị ơi. Chị ơi. Không sao chứ? Chị không sao chứ? Sao thế? Chị ngã đập vào đầu rồi à? Không sao chứ? Cho dù bạn ngã trên mặt đất bằng phẳng, cũng phải nở rộ. Còn hát nữa. Trên mảnh đất này, nếu ngọn lửa trong tim tôi không bao giờ tắt, cho dù bao vết thương cũng không phải thất bại. Nếu ước mơ là một cái tội, tôi nguyện dùng cả đời để đánh đổi. U mê không lối thoát. U mê không lối thoát. Đời được bay lên sân khấu, để ánh sáng chứng minh sự tồn tại. Hạt bụi trần nhỏ bé. Thầy Hồ lái xe mô tô chở chị Mãn Quân đi, không cẩn thận phi xuống ruộng. Có phải cái chị đó thích thầy Hồ không? Không thể nào. Con gái chị Mãn Quân đã lên đại học rồi. Chị Mãn Quân có một cô con gái lớn thế rồi cơ à? Không nhìn ra thật nhé.
Chị Mãn Quân vì không muốn ảnh hưởng đến con thi đại học nên đợi sau khi nó thi xong mới đề nghị ly hôn. Nhưng con gái lên đại học và việc chị ấy thích thầy Hồ có gì mâu thuẫn đâu? Thì không có. Nhưng thầy Hồ từ đầu đến chân vừa nghèo vừa xấu vừa xến. Chị Mãn Quân có tiền có sắc có khí chất, không thể nghĩ theo hướng đó được. Không như Hồng Đậu và Xếp Tạ, nhìn rất xứng đôi. Xứng đôi ư? Cưới đi. Cưới sinh gì? Hai người họ đã kết thúc không có hậu rồi. Tôi không thích cái kết này đâu nhé. Nếu độc giả yêu cầu cô sửa cái kết, cô có sửa không? Cô ấy không sửa đâu. Cô có sửa không? Đậu ơi, xe chuyển nhà đến rồi. Nào, đi mau đi mau. Dân, xe chuyển nhà đến rồi, tôi đi trước nhé. Cúp máy đây. Tạm biệt tạm biệt. Chuyển nhà may mắn nhé. Được rồi, tạm biệt. Chuyển nhà may mắn nhé. Tạm biệt. Ba phẩy năm mươi hai mét. 3,77 mét. Lúc mới thiết kế sao lại lãng phí một không gian lớn như thế này để làm sân chứ? Lãng phí ư? Tôi không thấy phí. Chúng ta có thể xây thêm một tầng ở đây. Không được. Không được ư? Có quy định chiều cao chỉ được tầng đó, cũng không được thay đổi kiến trúc bên ngoài kia. Phải thống nhất với thiết kế của nhà dân. Anh Kỷ, anh xem chỗ này có thể cải tạo thành cà phê sân thượng được không? Buổi tối họ có thể mở party ở đó. Buổi tối không thể mở party được. Nơi này sau 8 rưỡi tối không được ồn ào, không được làm ảnh hưởng đến dân cư quanh đây nghỉ ngơi. Vừa lạc hậu lại còn lắm chuyện. Sao lắm quy định thế? Chỗ trước đây bị cắt vốn rồi, chắc cũng là vì nguyên nhân này. Thấy tình hình không ổn nên chuyển nhượng lại luôn. Phải, thôn quê vẫn là thôn quê thôi, nơi này không thể tiếp quản được. Thằng trẻ trâu nào thế? Anh cả, anh ném đá vào kính làm gì? Chơi thôi. Chơi thôi ư? Anh về, về nhà nấu cơm đây. Cái nào thì tốt, con mau chọn giúp mẹ đi. Cái nào cũng được. Lại nữa rồi phải không? Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại. Đi siêu thị cùng với mẹ chán thế cơ à? Con lướt điện thoại tí thôi. Được rồi, dù gì thì cũng chuyển nhà rồi. Con cần về Bắc Kinh thì mau về Bắc Kinh đi. Suốt ngày nhìn thấy con mẹ cũng phiền. Con đã hứa với Khả Hân là mẹ đỡ đầu cho con cô ấy. Tháng sau Khả Hân mới sinh cơ mà. Dân, còn dân, thế thì còn lâu lắm. Cô ở lại với bố mẹ vài hôm cũng tốt mà. Con nói mẹ nghe, có phải con không hài lòng với công việc hiện tại không? Con cũng bình thường, sáng 9 giờ đến chiều 5 giờ về, tiền lương cũng ổn. Mẹ thấy con ngày càng lười rồi đó. Giờ tìm việc khó lắm. Con không tích cực lên thì làm sao được?
Mẹ mà là sếp thì mẹ cũng không tuyển người như con. Bình thường không gặp, con về mấy hôm mà chê con rồi. Con người ta không thể nhàn rỗi mãi được. Bố cũng bảo vậy. Ông ấy thì thôi đi. Ông ấy thoát vị để đệm, còn muốn làm gì? Mệt tới mức nằm bò lên giường, không dậy được nữa mới thôi à. Đây còn mở siêu thị mini, còn muốn làm chủ. Ông ấy thì giỏi lắm. Cẩn thận. Sao mà mua nhiều giấy vệ sinh thế? Không biết còn tưởng nhà mình đông người lắm, dùng hết nhiều lắm. Mẹ con đâu? Mẹ con đến Bắc Đông thăm nhà người hàng xóm đăng ký nhà cửa rồi. Hàng xóm nào? Bạn học cấp 3 cũng mua nhà trong khu mình. Bạn nào? Lý Ngọc Lâm. Chúng con ngồi bằng trước bằng sau đó. Chưa từng nghe con kể. Hồi trước thấy bạn ấy ồn ào quá. Đúng rồi, con có bưu kiện gửi từ Vân Nam đến. Người gửi là Tạ gì đó? Tạ Chi Giao. Ai cơ? Hot boy Vân Nam. Thứ gì thế? Quả mận. Nhiều mận thế này. Hai thùng. Thế này bao giờ mới ăn hết? Cái này có đi có lại. Người tinh tế đó. Lại còn có đi có lại. Bây giờ người ta thích nói đồng âm đó. Được, chúng ta bây giờ trong phòng bếp đi. Nào, nào, tôi rót nước cho mọi người. Cảm ơn. Để dành chỗ cho mọi người. Đến rồi đấy à? Chị. Đúng rồi anh. Miếng dán vết thương, dán vào là khỏi. Tốt quá, chu đáo quá. Tôi là bông hoa của trường đua ngựa mà. Được, chúng ta cùng họp nào. Trước tiên tôi nói đến kế hoạch phát triển trường đua ngựa trong quý 3. Chủ yếu có 3 điểm. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Mọi người đi làm việc đi. Được. Sếp Xuân còn việc gì không? Không còn gì đâu, cậu đi trước đi. Vậy chúng tôi đi nhé. Đi đi, không cần đợi tôi. Anh à, chúng tôi đi nhé. Chúng tôi đi trước đây. Từ từ thôi, tạm biệt. Sao thế? Em còn có việc gì à? Anh cả, có phải dạo này anh thấy áp lực lắm không? Cũng bình thường. Mặt mũi anh nặng nề thế kia. Có phải gì bên nhà sách xảy ra vấn đề gì không? Cũng không hẳn. Thì vốn tưởng là mọi việc tiến triển khá thuận lợi, giờ đột nhiên không có tin tức gì. Cứ kéo dài mãi chưa giải quyết. Trong lòng cũng lo lắng. Bên homestay cũng không tìm được người phù hợp tiếp quản. Thực ra nói thẳng ra là chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Anh chỉ đi giúp đỡ thôi, lượng sức mà làm. Hiểu Xuân, phải nhìn xa ra một chút, phải nghĩ rộng ra. Vấn đề không phải là em nghĩ rộng ra là giải quyết được. Em không muốn anh lo lắng quá. Anh biết rồi. Đi đi, đi đi, đi đi. Em đi đây. Anh cả, Hứa Hồng Đậu đăng bài lên WeChat, anh xem chưa? Sao thế? Còn việc gì không? Không. Thế em về đi, Tiểu Hồ Lô đang đợi em đó. Thế thì được, em đi đây. Em đi thật đấy. Tạm biệt.
dễ chịu lắm. Thím xem chỗ này và chỗ này đều là các khớp nói bị tắc ở đây. Thế nên lưng thím hay bị đau thì phải bóp cho giãn cơ. Tôi nói cô nghe, trong thôn chúng tôi cũng có người biết xoa bóp. Tay nghề của họ không thể nào so với cô được. Sao cái gì cô cũng biết thế? Trước đây chồng cũ của cháu hay bị đau cổ, cháu đi theo học thợ massage đó. Thế thì cô giỏi, giỏi thật. Thím chịu đựng chút nhé. Được. Cháu về rồi đây. Tiểu Quang về rồi. Về rồi à? Trông bơ phờ thế. Cháu hơi khó chịu, chắc là bị cảm. Cô uống thuốc chưa? Uống rồi. Mọi người ngồi chơi nhé. Cháu về nghỉ ngơi đây. Ngủ sớm đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tiểu Hoàng làm sao thế? Mấy hôm nay cũng chẳng ăn uống gì, phát ốm luôn rồi. Chẳng lẽ thôn mình có chuyện gì? Không. Thôn mình mà có chuyện gì thì chẳng lẽ tôi lại không biết? Không có thì tốt, không có thì tốt. Nhưng mấy hôm nay Aya cũng là lạ. Tôi gặp nó trên đường, gọi nó cũng không nghe thấy. Việc nhà sách vẫn đang dang dở. Homestay thì không tìm được người phù hợp để tiếp quản. Hai người họ đang áp lực lắm. Mấy hôm nay Tiếp Tạ bị nhiệt miệng nghiêm trọng. Còn người ta áp lực tâm trạng không tốt thì sức khỏe dễ gặp vấn đề. Con gái tôi lúc trước khi thi đại học phải đến nửa tháng cứ sốt nhẹ liên tục, đến viện cũng không khám ra bệnh gì. Kết quả là thi xong là lại khỏi. Xem ra thi rất tốt. Sao rồi? Thím thấy dễ chịu hơn chưa? Dễ chịu quá, dễ chịu quá. Được rồi, được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn nhé Tiểu Bạch, đừng khách sáo. Tiểu Ngư, đưa tay cho tôi. Được. Tay làm sao thế? Gãy đàn guitar nhiều, viêm bao gân. Nhẹ thôi, có dùng sức đâu. Được rồi, các cô cậu ngồi chơi, tôi về nhé. Tạm biệt thím Quế. Tạm biệt thím. Cảm ơn nhé Tiểu Bạch, đừng khách sáo. Tạm biệt. Nhẹ thôi chị, tôi có dùng sức đâu. Cậu thả lỏng, thả lỏng đi. Thả lỏng, thả lỏng. Thả lỏng. Không đau đúng không? Không đau. Được rồi, được rồi. Mận của bạn gửi từ Dân Nam đến, hơi chua đó, thử đi. Cảm ơn chị hai. Chị hai là người này à? Đẹp trai không? Đẹp trai. Tiếc thật. Tiếc gì? Tiếc là lại quen lúc đi du lịch, không ở cùng một nơi. Em xem video quảng cáo đó, em có muốn đi chơi không? Có. Em thấy khá ổn. Điểm nào thu hút em?
hoàn cảnh và không khí con người rất thư giãn. Chị cũng thấy vậy. Đó là một nơi rất cổ xưa, có non xanh nước biếc, rất nguyên bản. Thời gian ở đó cũng trôi đi rất chậm. Nó cho chị cảm giác như là hồi nhỏ mình sống ở nhà bà ngoại đó. Từng đám mây trắng bồng bềnh, còn có không khí trong lành, ánh nắng rực rỡ, và cả thời tiết vô cùng đẹp nữa. Đó là trạng thái cuộc sống khác hoàn toàn ở đây. Ở nơi nhỏ bé đó, một quần thể người cố định, ngày nào cũng chào hỏi nhau. Em sẽ thấy người khác, không thấy được chính mình, còn có thể cảm nhận được bản chất của cuộc sống. Thực ra không phải là ở nhà lớn đến đâu, đi xe đẹp đến đâu, mà là sau bữa cơm có thể phơi nắng cùng bạn bè, nói chuyện. Chúng ta cố gắng làm việc là vì sau giờ làm việc có thể có cuộc sống tốt hơn đó. Mong muốn một cuộc sống như vậy quá. Nhưng với tình hình hiện giờ của em thì không biết đến bao giờ mới có thể đi chơi được. Trước khi lấy chồng, năm nào em cũng đi chơi với bạn. Lúc đó chị Nam Nam còn tranh được cho mình giá nội bộ nữa. Mới chớp mắt em đã làm mẹ rồi. Chị Nam Nam cũng mất hơn được một năm rồi. Nhanh quá, như một giấc mơ vậy, như lật sách vậy. Lật qua trang bên, rồi lại trang bên. Đến rồi. Ai đó? Cô ơi, cháu đây, Ngọc Lâm à. Cháu mang cho cô quả bí đỏ, mẹ cháu gửi từ dưới quê lên. Bí đỏ hữu cơ đấy ạ. Tốt quá, ai vậy? Khách sáo quá. Hôm qua lúc chị đi siêu thị thì gặp bạn cấp 3 ở Bắc Đông bán bảo hiểm. Tốt thật. Con trai mà, nghịch ngợm một chút cũng tốt. Hồng đậu đâu hả cô? Em họ nó sang chơi. Hai đứa nó đang nói chuyện trong phòng. Chị ra ngoài chào hỏi chút nhé. Nhà cháu còn có gì? Sao đã vội về thế? Cháu đi đây ạ. Ở lại chơi một lúc đã. Xế bà, bỏng đấy. Bột mì của bà nở vừa khéo đó. Đương nhiên, để tôi. Bà mà không đi bán bánh bao thì đáng tiếc quá, bà biết không? Nào, hồng đậu, được rồi. Nào, con xem này, bánh bao vừa hấp xong, mang qua cho nhà Lý Ngọc Lâm đi. Dần cái gì? Con xem bạn ấy mang bí đỏ, rồi lại mang trứng gà sang. Hơn nữa, con cũng phải nói chuyện đi chơi với các bạn chứ. Đừng có ru rú ở nhà ôm cái điện thoại nữa. Này, còn hộp này nữa. Con gái, con là giám đốc sảnh của khách sạn mà còn sợ gặp người khác à? Là phó giám đốc bộ phận phòng. Nghe thấy chưa? Phó giám đốc bộ phận phòng. Phó giám đốc, tôi là bố nó. Bao nhiêu lâu mới về à? Nhà cậu ấy ồn quá. Con với cậu ấy lên sân thượng hưởng gió chút. Lại bán bảo hiểm cho con à? Con bé ở nhà trông con, làm thêm kiếm tiền cũng vất vả. Con không muốn mua thì đừng mua. Không sao. Bạn học cũ chơi với nhau, buôn với chả bán. Tranh thủ quá. Cũng không thể nói như vậy được. Chỗ nhà mình không phải thành phố lớn, phải dựa vào quan hệ đúng không? Hơn nữa bán bảo hiểm thường đều là bắt đầu từ bán cho người quen bạn bè. Thế là lừa người quen à? Sao lại là lừa người quen? Bảo hiểm chính quy, mua của ai chẳng là mua. Con mua rồi. Con mua cái gì? Bảo hiểm xe của bố. Bảo hiểm xe của bố con là của dì hai, của vợ, của cháu ngoại, của mợ con đó. Sau này cứ mua ở chỗ Lý Ngọc Lâm. Vì sao? Chúng con là bạn học cũ mà, quan hệ tốt lắm. Mẹ nói đúng, mua bảo hiểm là mua của người bán chính quy, mua của ai mà chẳng được, đúng không? Đúng vậy. Đậu à, con nói xem, con bảo mẹ phải ăn nói thế nào với mợ con. Con nói cho. Không phải, ít ra con cũng phải hỏi mẹ một câu. Con gọi điện hỏi mẹ cũng được mà.
Công ty du lịch dịch vụ trọn gói, bao gồm ăn uống và tổ chức trò chơi à? Bao nhiêu người? Hơn 20 người à? Số người thì không vấn đề gì, có điều chưa tiếp đãi bao giờ. Nhưng giá cả khá ok đó. Đặt trước homestay trên thị trấn, 3 đêm, chỉ những trò chơi được ở thôn mình cũng đủ cho họ rồi. Mỗi lần ăn ai giới thiệu cho em thế? Nói ra cũng trùng hợp thật. Mấy hôm trước, lúc đi siêu thị với mẹ, em gặp một người bạn ngồi bàn sau thời cấp 3 của em. Nói chuyện một hồi, mới phát hiện ra là ở cùng một khu. Bạn học? Đúng, bạn học nữ. Anh nói xem. Nói chuyện một hồi mới biết bạn ấy cũng giỏi lắm. Bạn ấy bán trứng gà, bán gà quê, bán dầu đậu phộng và bán cả bảo hiểm trên WeChat. Công ty bạn ấy không có tháng lương thứ 13. Bạn ấy đi hỏi từng nhà xem có ai muốn mua gì không, còn kiếm được nhiều hơn đi làm. Được, cảm ơn em đã nghĩ đến bọn anh nhé. Thế để anh suy nghĩ đã, đến lúc đó sẽ cho em phương án. Em phải nghĩ cùng anh nhé. Không là anh phải thức đêm đấy. Thôi không cần đâu. Được, 10 giờ tối online nói chuyện nhé. Được. Anh cấp máy đây. Cười đến nỗi miệng ngoác tới tận mang tai rồi. Ai đó? Nói chuyện nghe sến thế. Đây gọi là ngó sen đứt mà tơ còn dương. Mọi người làm gì vậy? Chúng ta nói chuyện nghiêm túc mà. Cậu giả vờ nghiêm túc thì có. Đến lượt cho đánh rồi. Mau lên. Bác Bỉnh, ăn. Anh cả, anh sắp thua rồi. Anh vẫn chưa lật bài sao? Thế mới nói, có lúc tình yêu khiến người ta mụ mị đầu óc. Định làm con rồng mà. Mọi người chơi đi. Được, để bà. Nào, bà đánh đi. Làm gì đó? Sao thế? Gọi điện kìa. Gọi điện mà ông còn nghe lén. Đúng đó, người Trung Quốc chúng ta rất nhiệt tình với những món ăn kiểu này. Lúc trước, lúc Hứa Hồng Mễ đi, sau khi hái xong, chúng em đã làm thành bữa trưa luôn, rất thú vị. Thực phẩm sạch sẽ lại tươi ngon. Ví dụ gì cơ? Được. Ý này được. Nó đang làm gì vậy? Người thì về rồi, nhưng tâm thì vẫn còn 3 lượng bên ngoài. Ý bà là gì? Cái gì mà tâm vẫn còn 3 lượng bên ngoài? Mấy ông đàn ông như các ông chẳng hiểu gì cả. Ông mau về phòng ngủ đi. Đi đi, quay lại đã. Tắm đi chứ. Không phải đã nói là 2 ngày 1. Tắm đi. Tắm thì tắm. Cô nói tiếp đi. Dầu ăn, mau cho vào đi. Cứ thế cho vào à? Dầu ăn nóng rồi, mau lên. Có đến mức đó không? Cậu đừng có chạy chứ, lại đây. Kém thế. Có thế thôi mà. Dầu bắn ra ngoài rồi, chắc chắn là dầu sẽ bắn. Thế bắn ra ngoài thì phải làm sao? Thì bị bỏng một phát thôi. Bị dầu bắn thì đau lắm. Chị không sợ sao? Sợ thì không đau à? Bỏ xì dầu vào. Xì dầu tìm ở đâu đấy? Cái kia kìa. Cái này à? Xì dầu. Được rồi, cậu cho từng ấy là đủ xào 2 bữa rồi. Đàn ông có tác dụng gì đâu chứ. Hiểu Xuân đến rồi à? Chị Mãn Quân, cô ăn gì chưa? Tôi ăn rồi, thơm lắm. Cô đến tìm Tiểu Hoàng à? Không, tôi tìm anh. Tìm tôi làm gì? Được rồi, để tôi. Cẩn thận, đừng để bị bỏng đó. Làm gì thế? À, tôi nghe nói gần đây nhà trẻ định tổ chức hội liên quan à? Anh có nhiệm vụ giúp lớp của Tiểu Hồ Lô tập hát đồng ca phải không? Tôi muốn bàn danh một chút.
Anh có thể xếp tiểu hồ lô ở giữa để nó lĩnh sướng không? Tiểu hồ lô cao quá, đứng giữa không đẹp. Sao lại không đẹp? Anh xem, bạn ở giữa cao, các bạn khác sẽ đứng cạnh nhìn thấy mái nhà thấp dần thế này này, như vậy đẹp mà. Không đẹp, không đẹp. Sao lại không đẹp? Chị Mãn Quân thấy sao? Tôi thấy được đó. Anh xem, đúng mà. Có điều, muốn lĩnh sướng thì phải là người hát hay nhất. Nếu không, các bạn khác sẽ không phục, sau này sẽ khó xử trong nhà trẻ. Tiểu hồ lô nhà cô có hát hay không? Vẽ chú chim nhỏ bay lên bầu trời xanh, vẽ ngọn cỏ lớn lên trong mùa xuân. Bạn vẽ mặt trời, mình vẽ lá quốc kỳ. Tổ quốc ơi tổ quốc, chúng con yêu người. Khá lắm, đã có thể hát được cả bài hoàn chỉnh rồi. Nhưng con nghe mẹ hát lại cho con một lần nhé. Vẽ chú chim nhỏ bay lên bầu trời xanh, vẽ ngọn cỏ lớn lên trong mùa xuân. Hát nào. Hoa xiao nhiao fei zai lan tian li, hoa xiao cao zhang zai chun tian li. Dừng. Cũng tạm. Có điều phải có tình cảm hơn nữa. Con nghe nhé. Vẽ chú chim nhỏ. Hát đi. Vẽ chú chim nhỏ. Mẹ ơi, mẹ khóc à? Mẹ ơi, có phải mẹ tức giận không? Không, mẹ hơi nhức đầu. Mẹ ơi, có phải mẹ bị ốm không? Chị Khu, chị đang bận không? Có chuyện này tôi muốn nhờ chị tư vấn một chút. Chị có tiện nghe điện thoại không? Alo chị Khương, chị đang bận không? Lần trước chị đã cho tôi vài lời khuyên về việc mở homestay đó. Có vài chỗ tôi chưa hiểu lắm, muốn hỏi thêm chị. Được, vậy tôi sẽ nói một số chi tiết cụ thể về homestay của tôi với chị trước. Chị đánh giá giúp tôi nhé. Hết xì dầu rồi, ngày mai không có mà nấu. Đậu ơi, đậu. Bà đừng gọi nó nữa, để tôi đi mua. Bà không thấy con nó đang bận gọi điện thoại à? Hết gọi cho người này lại gọi cho người kia, đang nhiều việc lắm đấy. Ông lại nghe trộm con nó nói chuyện điện thoại. Không được, phải bắt nó đi. Nó đã ở lì trong phòng cả ngày rồi. Ông mau lên, mà bảo nó đi đi, mau lên. Đậu ơi, đang lượn siêu thị. Mẹ em bảo em đi mua xì dầu. Có chuyện này em muốn hỏi anh. Homestay trong thôn chuyển nhượng, giá thấp nhất có thể chấp nhận là bao nhiêu? Tính cả tiền thuê và phí chuyển nhượng thì giá thấp nhất là bao nhiêu? Bạn em nhờ hỏi hộ, anh nghe ngóng giúp em nhé. Hỏi thẳng về giá cả thì không hay lắm. Không xem trước sao? Em xem rồi, em cũng gửi ảnh cho người ta rồi. Người ta muốn tìm hiểu tình hình. Anh hỏi giờ giúp em nhé. Được. Vậy anh đi nghe ngóng rồi bảo em nhé. Được. Thế anh làm gì thì làm đi. Em cúp máy đây. Em nói chuyện với anh một lát đi. Em gọi điện mà chỉ nói mỗi mục đích đó thôi à? Anh muốn nói chuyện gì? Bao giờ em về Bắc Kinh? Chưa biết. Chưa biết sẽ làm gì hay chưa biết bao giờ về? Đều chưa biết. Nói chuyện khác đi. Anh hết bị nhiệt miệng chưa? Anh đó, ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin B vào, thức đêm ít thôi. Anh biết. Nhưng con người có lúc chăm chú vào việc làm thì sẽ lo được lo mất, sợ hãi, âu lo, tự làm tổn hại sức khỏe. Em nghĩ là lần này nhất định sẽ có kết quả tốt. Em cảm thấy à? Trực giác của phụ nữ chuẩn lắm. Trực giác của phụ nữ. Được, anh tin em. Đợi có tin tốt, anh sẽ báo cho em đầu tiên. Được. Em cúp máy nhé, đi lượn siêu thị đây. Tình lời theo
情急